Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo kiểm tra dung lượng tụ cũng như là chúng ta kiểm tra tụ ba chân và tụ hai chân và cách đấu nối của tụ hai chân và tụ ba chân trong cái điều hòa mono. Thì các bạn biết rằng là cái điều hòa mono á thì nó có nó chạy bằng cái điện áp là một pha các bạn nha, thì 220 V, một dây nóng và một dây nguội. Thì trong cái điều hòa mono thì nó có về đấu tụ thì nó có hai cái kiểu. Thứ nhất là cái dòng mono mà chạy tụ là tụ quạt riêng các bạn nha, tụ quạt riêng, và có một cái dòng mono là chạy thuộc quạt chung, tức là chung ở đây là chung tụ các bạn nha. Thì cái quạt mà cái mono có cái dòng mono là sẽ chạy một cái tụ riêng cho quạt và một cái tụ riêng cho cái block. Thế nhưng mà có một cái dòng mono thì nó chạy, ví dụ như đây là cái dòng mono Eri, thì nó chạy là cái tụ là nó dùng chung các bạn ha, thì nó chung như thế nào. Thì đây các bạn nè, các bạn nhìn đây là cái tụ ba chân. Thì các bạn biết rằng cái tụ ba chân đây là nó đây, nó có cái thông số rồi các bạn này. Đấy, thông số nó là 32 mi 50 60 hạt. Thì ở đây nó có ghi là 450 V AC. Đó. Thì cái tụ này á nó sản xuất năm 2010 nè. Và cái tụ này nó có ba chân là như thế nào? Tức là nó sẽ có một cái cặp chân là mình sẽ đo được là 32 mi. Đó, nhưng mà có một cặp chân mình đo được là nó có 2 mi thôi. Thì 32 mi đó là 32 mi á là dùng để chạy lốc. Còn cái 2 mi á là dùng để chạy quạt các bạn nha. Thì như các bạn thấy rằng đây là cách đấu được các bạn. Thì đây là cái chân côm. Đây là chân côm nè. Đây là chân sẽ đi chạy quạt nè. Chạy quạt thì cái dây nhỏ nhỏ này các bạn. Còn đây là cái chân mà sẽ đi chạy block nè. Đấy. Thì kiểm tra tụ thì chúng ta kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra cái dung lượng, thứ hai là kiểm tra cái vấn đề chạm trập của tụ so với vỏ. Thì về kiểm tra dung lượng thì chúng ta sẽ đặt cái thang đo đồng hồ ở cái thang đo mi. Ở đây các bạn chuyển về thang đo mi thì ở đây nó sẽ hiện ra là mi fara này các bạn, nano fara. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo bằng cách là chúng ta sẽ kẹp cái hai chân bất kỳ của cái tụ này các bạn này. Thì trên cái tụ này chúng ta sẽ đo được hai chân bất kỳ. Đây các bạn thấy mình đo hai chân bất kỳ này này. Thì hai chân này nó sẽ ra cái dung lượng là 32 mi. À, tức là dung lượng của tụ này là 32 mi là để chạy vlog các bạn này, tức là cặp này chạy vlog này. À, mình sẽ đo tiếp với cặp tiếp theo này. Đây các bạn, mình đo cặp tiếp theo thì nó sẽ ra là 1,98 mi, tức là 2 mi các bạn nha. Như vậy 2 mi này sẽ để chạy quạt các bạn nha. Thì đó là cái tụ, như vậy cái tụ mình là nó đang có cái dung lượng tốt các bạn nha, không vấn đề gì các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển qua thang đo là mega ohm các bạn này. Đó, đo ohm. Thì để đo ohm thì để đo thông để đo kiểm tra các tụ nó có bị chậm chạp không á, thì chúng ta tiến hành chúng ta sẽ đo một chân với vỏ và một chân với lại cực của tụ các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng bíp của đồng hồ chứng tỏ là cái đồng hồ này, cái tụ này vẫn còn các bạn này. Rồi, thì ở đây thì nó sẽ có một cái tụ bị hỏng, mình sẽ đo cho các bạn xem. Cái tụ này tụ hai chân, thì tụ hai chân này nó sẽ chỉ dùng cho cái khởi động block thôi, cho nên nó sẽ có hai chân thôi. Đó, đây là cái loại mà dùng hai chân. Và để đo tụ thì mình cũng chuyển lại qua cái qua chế độ đo mi các bạn nha, đo mi phara, micro phara. Đây, mình đo các bạn xem. Đây các bạn, chế độ là micro phara các bạn nha. Thì nó hiện tại là nano phara. Đây các bạn này, khi mình đo thì cái tụ này nó hiển thị cho mình là
388 nanofarad. Đó, thì chắc là cái tụ này nó đã giảm dung lượng, nó bị hỏng rồi các bạn nha. À, bị hỏng rồi. Thì chúng ta chuyển qua nó chạm vỏ xem nó có chạm. Chạm vỏ xem nó có chạm không các bạn nha. À, tụ này không chạm vỏ các bạn nha. Thì đây là cái tụ hỏng rồi các bạn nha. Thì mình sẽ vứt đi. Rồi đây là một tụ hai chân nữa các bạn này. Tụ này hai chân nhưng mà 40 mi các bạn nha. 40 mi pha ra. Thì hai chân này mình sẽ đo được cái là mình sẽ chuyển qua chế độ đo 5 mi đi. Mình sẽ đo hai chân đó. Rồi. Cái tụ này nó hiển thị cho mình là 40 mi các bạn này. Tức là 40,6 microfarad các bạn nhé. Như vậy tụ này ok nè các bạn. Tụ này vẫn còn xài được. Thì các bạn biết rằng là cái tụ điện á là ở trong cái động cơ một pha thì thường là nó không tạo được cái góc lệch. Tức là đối với động cơ ba pha thì nó tạo ra một góc lệch 120 độ đều, đều độ điện đều trong không gian rồi các bạn ơi. Cho nên là khi chúng ta cấp điện vô là nó sẽ xoay luôn, nó sẽ kéo rotor quay luôn. Thế nhưng mà đối với động cơ một pha thì nó lại không thể tạo ra được cái góc lệch pha như vậy. Thì chính vì vậy cho nên là cái đường người ta sẽ tạo ra cái tụ. Thì cái tụ này mục đích là nó sẽ tạo ra góc lệch, thì góc lệch của nó là khoảng 90 độ. Góc lệch 90 độ, mục đích là để nó sẽ khởi động được cái động cơ. Và sau khi khởi động xong thì động cơ sẽ chạy ở cụm làm việc các bạn nha. Và khi khởi động thì nó chạy ở cụm khởi động các bạn nha. Đó, thế nên cho nên là người ta sẽ thiết kế như vậy. Và để đấu nối thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho bằng cách chúng ta đấu nối cái tụ ba chân này vào trong cái điều hòa các bạn nha. Thì cái con tụ này nó sẽ ăn dòng là 5,9 nha, đối với cái điện áp 450 AC các bạn nha. Như vậy mình sẽ tiến hành mình đấu nó vào cho các bạn xem. Thì đây các bạn này, thì trên cái quạt thì nó cũng có cái ba dây, thì quạt nó cũng có ba dây, tức là dây dây này dây cơm và dây vàng các bạn nha. Và dây này là có một dây chạy một dây đề đó. Thì dây chạy này sẽ đấu chung với dây chạy của thằng tụ kia. Thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem, là đo cho các bạn xem. Đây quạt là ba chân này các bạn nhé. 1 2 3. Bây giờ mình đo cho các bạn xem cái điện trở của cái quạt này. Này là 214 ôm các bạn nha. Đó, một cụm thì cái cụm này là cái cụm làm việc, còn cụm này là cụm khởi động các bạn này. Cụm khởi động này các bạn này. Cụm khởi động của nó là từ từ cái này giờ. Cụm khởi động nó là 0,4 kg. Nó hơi chập chập các bạn. Nó hơi chập chập. Đó là cụm này là 450 ôm, 54 ôm các bạn nha. Như vậy là cái cụm mà khởi động thì thông thường là cái điện trở của nó sẽ cao hơn cái cụm làm việc. Thì vậy cụm khởi làm việc nó là 200 ôm, nhưng mà cụm khởi động nó lên 400 ôm các bạn này. À, đây là cụm làm việc các bạn này. Đó, 214 ôm. Thì đó là cái cụm làm việc các bạn nha. Thì như vậy là cái dây mà dây côm này nó sẽ về nguồn các bạn. Dây côm này sẽ về nguồn. Cái dây màu đỏ này chúng ta sẽ đấu vào với cái 2 mi các bạn nha. Còn cái chân này chân côm rồi. Thì đây là cái cụm làm việc này. Cụm làm việc này chúng ta sẽ đấu vào cái dây chung. Việc chúng ta đấu vào dây chung. Đó. Tiếp tục đấu với cái block thì mình cũng đấu tương tự các bạn nha. Block thì mình cũng đấu tương tự cho các bạn xem. Block thì còn cái dây xanh này cái là chân nguồn, dây nguồn các bạn nha, dây nguồn chung này. Dây xanh này là sẽ đấu dây nguồn các bạn nha. Đó, mình sẽ đấu vào đây. Thì block ra thì nó có 3 dây. Thì dây màu đỏ này, dây màu xanh và dây màu màu màu, màu nâu các bạn nha. Thì như vậy mình nó sẽ đo cái dây màu đỏ này trước.
với lại cái dây dây côm này các bạn, dây nâu này. Đây các bạn, như vậy là 5,3 ohm các bạn nha. À, chúng ta sẽ đo được 5,3 ohm. À, đó là cụm khởi động các bạn nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đo tiếp một cụm nữa, cụm màu xanh 2,7 ohm. Như vậy là cụm làm việc là 2,7 các bạn nha. À, cụm làm việc là 2,7, cụm khởi động là 5 ohm. Thì như vậy chúng ta sẽ đấu cụm làm việc này vô chân côm luôn, vô chân nguồn luôn. Tức là khi khi khởi động xong thì nó là cái cụm làm việc nó ngâm vào nguồn các bạn nha. Còn cái dây này là chân khởi động thì chúng ta sẽ đấu vào 32 mi, tức là cặp này là cặp 32 mi, cặp này cặp 2 mi các bạn nha. À, cặp này cặp 2 mi này, cặp này cặp 32 mi này các bạn. Đó, các bạn nhớ cho mình đây là cặp 32 mi, là ba chân ở đây đo được 32 mi thì do khởi động block. Còn đây là 2 mi là dùng cho khởi động quạt các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đấu, tiến hành mình lắp lại tiến hành lắp lại cái mạch này. Cái này nó không có khung cho nó yếu các bạn nha. Rồi thì cơ bản thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta kiểm tra coi như là dung lượng tụ, và chúng ta cách chúng ta đấu cái tụ hai chân và ba chân trong cái khởi động động cơ block điều hòa một pha các bạn nha. Thì hy vọng là cái video này nó sẽ bổ ích cho toàn bộ tất cả các bạn, và các bạn sẽ hiểu hơn về tụ cũng như là ý nghĩa của sử dụng diệt tụ. Thì hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh cũng như ủng hộ kênh trong thời gian sắp tới. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.